Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh là TK Bonsai, và hôm nay kênh cũng có đến nhà vườn Quỳnh Như ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, và có review một số cây kiểng bonsai nha bà con. Rồi chào Quỳnh Như. Quỳnh Như ơi, nhà vườn Quỳnh Như xin kính chào cô chú anh chị gần xa đã đến với kênh là TK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Quỳnh Như có một số cây kiểng bonsai muốn chia sẻ với cô chú anh chị. Cô chú anh chị liên hệ với số điện thoại qua số điện thoại là 0973 862 439. Rồi, mình vào cây thứ nhất luôn. Dạ, ha. Cây thứ nhất là mẫu 1A, nguyệt quế, lá xoắn, bông chùm. Quay đi, quay vòng. Rồi, chiều dạ, cao đây xin nha. Dạ, con phép đo thông số. Anh đứng, đứng, đứng phía sau anh. Dạ. Chiều cao là 57. Dạ. Hạ cái tán ngang đi. Tán ngang là 77. Dạ, cứ quay đi, quay. Hoành là 23. À, lũa ha. Dạ. Sành cứng hết chưa nha? Dạ, sành cứng hết rồi. Khỏi đi, khỏi đi. Xây đi, xây vòng đế. Giá bán là 1,7 triệu. Cái này con xin được phép gút chậu. Dạ. Đem quà cho mặt lũa cái. Okay. Tới đây hết hả nha? Dạ, tới đây là hết rồi. Rồi. Dạ rồi. Rồi, đã cây luôn. Dạ, mẫu A2 là cây sung ôm ly. Sung xưa mình ha. Dạ. Dạ, chiều cao đây. Dạ, chiều cao là 69. Dạ, hảo cái ngàn đi. Tán ngang là 68. Dạ. Có trái rồi. Dạ, sung có trái. Dạ, sung rồi. Quạnh đi. Dạ. Quạnh đây đi, quạnh đây. Rồi, chị dạ. Hào đi ha. Dạ. Thăng hoành là 19. Rồi. Dạ rồi, giá bán là 1,5 triệu. Tao cái đế chiều dài của đế sổ xuống. Rồi. Dạ, chiều dài đế sổ là 24. Rồi, quay đi, quay. Rồi giá luôn nha. Dạ 1,5 triệu. Này có chậu luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ xuống đây. Mẫu 3A là khế. Khế gân ghép khế nhục. Chiều cao đây. Rồi. Rồi không sao, không sao. Dạ chiều cao là 40. Hào cái ngang đi. Dạ, cái ngang là 59.
ta tổng hoành luôn đi, xin qua một tí. Dạ tổng hoành là 35. Rồi. Rồi quay đi. Dạ. Dạ giá bán là 2,1 triệu. Cái này em cúc chậu bao màu. Rồi, nghiêng cái em. Nghiêng nghiêng. Và một bố ma là cũng là một cây khế cân ghép nhật, ghép khế nhật. Rồi. Cao này. Dạ chiều cao là 47. Dạ. Tán ngang là 54. Có trái. Đang có trái ha. Dạ. Đó, chưa hoành hoành hoành. Thân hoành là 22. Rồi. Xây xây dòng đấy. Khỏi khỏi xây ha. Dạ giá bán là 2,1 triệu. Cái này em cũng rút chậu bó bầu. Khỏi khỏi nghiêng. Khỏi. Rồi. Em lên tiếp mẫu 5A là lên sam siêu bông. Rồi. Chiều cao là 40. Tán ngang là 53. Đang gà bông ha. Dạ. Dạ. Dạ thân hoành là 17. Dạ. Dạ giá bán là 1,8 triệu. Cái này em cũng rút chậu bó bầu luôn. Rồi em quay đi, em quay đi. Rồi. Dạ em lên tiếp một mẫu, tiếp theo là lên sam siêu bông A6, 6A. Rồi. Dạ chiều cao là 36. Tán ngang là 54. Hoành đi. Dạ thanh hoành là 22. Dạ. Dạ giá bán là 1,8 triệu. Cái này em cũng xin phép được rút chậu bó bầu. Dạ lên mẫu 7A cho em. Quay đi quay qua. Dạ. Thêm mẫu 7A là lên sam siêu bông. Dạ.
Dạ, chiều cao là 50. Tán ngang là 37. Rồi, hoành luôn đi. Vị trí đó ha. Dạ. Dạ, thân hoành là 13. Rồi. Dạ, giá bán là 700. Cái này em ship luôn trọng. Dạ. Mẫu 8A là sam hương Đài Loan. Dạ. Dạ, chiều cao là 18. Dạ. Tán ngang là 40. Rồi, quay đi. Hoành luôn đi. Dạ, thân hoành là 22. Dạ, giá bán là 1,2 triệu. Cái này em cũng xin được phép gút chậu bó màu. À, nghiêng cái này. Bên kia, bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Buồn buồn đi. Bên đây nè, bên đây nè. Rồi. Mẫu 9A là một cây gừa bông. Dạ. Dạ, chiều cao là 70. Tán ngang là 72. Thân hoành là 32. Tính luôn mấy cái gì? Dạ, tính luôn mấy cái gì? Thôi kệ đi, sát dạ. Dưới thôi. Sát dưới luôn. Ừ. Hoành hình đế là 60. Dạ. Giá bán là 800. Cái này em gút chậu bó bầu. Mẫu 10A là me chua miền Tây. Dạ. Dạ, chiều cao là 50. Tán ngang là 40. Thân hoành là 10. Yeah. Ba ba ha. Dạ. Dạ. Dạ, giá bán là 700. Cái này em cũng xin được phép gút chậu bó màu luôn. Mẫu 11A là me chua miền Tây. Dạ, cao là 43. Tán ngang là
37. Dạ, thăng hoành là 19. Rồi. Khỏi đi, khỏi đi. Cái đó cũng nhỏ, dạ. Khỏi. Giá bán là 700, cái này em cũng vuốt chậu bó màu. Dạ, đọc số điện thoại lần nữa đi nha. Dạ, số điện thoại của em là 0973 862 439. Dạ. Dạ, mẫu 12A là ổi tàu. Dạ, chiều cao là 25. Tán ngang là 74. Đang có trái ha. Dạ. Hôm nay trái bự nè. Hôm nay trái bự hơn nè. Dạ. Rồi. Thăng hoành là 16. Em nghiêng luôn đi. Bên kia, bên kia. Dạ, bên đó đó. Dạ. Dạ, giá bán là 850. Cái này em cũng xin được phép rút chậu bó bầu. Em lên tiếp mẫu ổi tàu, mã là số là 13. Dạ. Chiều cao là 33. Tán ngang là 37. Thăng hoành là 17. Dạ, giá bán là 800. Cái này em cũng xin được phép rút chậu bó màu. Dạ. Mẫu 14A là sam trái. Xăm núi trái. Dạ. Dạ, cao là 16. Đo cái cành đổ xuống. Chiều dài cành đổ. Dạ, chiều dài. Dạ, chiều dài cành đổ là 60. Dạ. Giá bán là 1,2 triệu. Cái này em ship luôn cả chậu. Dạ, bán bán chừng nghe. Đang có trái đây ha. Dạ. Có bông. Có bông. Chuẩn bị cho trái. Dạ. 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 Nghiêng cái. Bán bán dình dình. Dạ, mẫu 15A là sam núi trái. Dạ.
Dạ cao là 12. Rồi, đo cành đổ xuống đi. Cành đổ là 49. Dạ. Cái ngàn thế là ngàn mà đầy quá. Ngắn à. Vâng vâng, nhìn mình kia. Rồi rồi. Dạ cây này giá bán là 1,2 triệu, em ship luôn cả chậu. Vâng. Mình mua một cặp bên em sẽ bớt cho mình. Rồi, một cặp coi giảm giá ha. Dạ. Rồi. Mẫu 16A là cành thân ghép cam Mỹ. Rồi. Dạ. Dạ cao là 27. Rồi. Tán ngang. Dạ tán ngang là 40. Gà bông chuẩn bị có trái ha. Dạ. Đâu này cháu ra cái củ đi. Dạ, củ thân là 23. Rồi. Dạ, giá bán là 700, cái này em cũng xin được phép bút chậu bá bầu. Đó, cây của mình là hừng dậu hết rồi ha. Dạ. Rồi. Bà sống tháng đi ha. Dạ. Dạ. Dạ 17A là cành thân ghép cam Mỹ. Dạ chiều cao là 49. Tán ngang là 39. Đang có trái ha. Dạ đang có trái. Trái này còn lớn nữa ha. Dạ đúng. Rồi. Dạ. Dạ thân vành là 11. Rồi. Giá bán là 700, cái này em cũng rút chậu bó bầu luôn. Rồi. Dạ lên cây khác nè. Dạ mẫu 18A là kim quýt ghim. Dạ cao là 44. Tán ngang là 53. Dạ. Giá bán là 700. Thân hoành là 16. Dạ. Cái này em cũng rút chậu bó bầu luôn. Rồi quay đi mày. Rồi. Mẫu 19A là kim quýt ghim. Rồi, cao đi. Dạ cao là 44. Tán ngang là 47. Dạ thân hoành là 14 đi. Dạ thân hoành là 14. Dạ giá bán là 700, cái này em cũng rút chậu bó bầu luôn.
nói kèm luôn. Dạ, mẫu tiếp theo 120A, cần thân. Dạ, chiều cao là 39. Tán ngang là 43. Dạ, cũ thân. Dạ, hoành cũ ha. Dạ, dạ hoành cũ là 22. Dạ. Giá bán là 600, cái này em cũng rút chậu bắt bầu luôn. Em nghiêng hay hay. Rồi. Mẫu 21A là cầm thân. Dạ, cao là 39. Tán ngang là 26. Rồi. Ngay cũ đi. Dạ. Ta hào cái cũ. Dạ, hoành cũ là 30. Rồi. Dạ, giá bán là 600. Cái này em xếp luôn chậu. Dạ. Dạ, lên tiếp mẫu 22A. Dạ, mẫu 22A là lọc quần. Dạ, cao là 48. Tán ngang là 37. Dạ. Dạ, hoành cũ là 19. Giá bán là 750. Cái này em ship luôn cả chậu. Dạ, đã cây luôn. Mẫu 23A là nguyệt quế, lá sắn bông chùm. Dạ, chiều cao là 40. Tán ngang là 55. Dạ. Quanh thân là 16. Dạ. Giá bán là 600. Cái này em rút chậu bó bầu. Quay đi, quay đi. Dạ. Mã tiếp theo là mã 24A, Kiều Hùng. Giá cao là 60. Tán ngang là 42.
vành luôn đi. Dạ thân vành là 7. Dạ. Dạ giá bán là 500, cái này em ship luôn cả chậu. Dạ. Dạ, hai được hết. Dạ. Dạ. Mẫu 25A cũng là mẫu kiều hùng. Gọi cao đi. Dạ cao là 48. Tán ngang là 43. Dạ thân hoành là 11. Dạ giá bán là 500, cái này em ship luôn cả chậu. Dạ. Dạ mẫu 26A là mai chiếu thủy. Dạ cao đi. Dạ cao là 77. Dạ ngang. Dạ ngang là 54. Dạ hoàn toàn đi. Dưới ngay đây. Dạ thân hoàn là 16. Dạ giá bán là 500, cái này em rút chậu bó bầu. Dạ. Dạ rồi. Mẫu 27 cũng là mẫu 27A là mang chiếu thủy. Cao. Dạ cao là 67. Tán ngang là 43. Dạ. Này mình nguyên cụm. Dạ. Bỏ cái nhỏ ra đi. Dạ thân hoành là 25. Đây, nguyên cụm là gì? Dạ nguyên cụm 25. Dạ giá bán là 500, cái này cũng xin được phép rút chậu bó bầu. Dạ. Mẫu cuối cùng mẫu 28A là mẫu mai chiếu thủy. Dạ chiều cao là 54. Dạ tán ngang là 60. Rồi nguyên cụm hết luôn. Dạ. Nguyên cụm là 40. Dạ. Dạ giá bán là 500, cái này em cũng xin được phép rút chậu bó bầu. Dạ, xin chào bà con đi nha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã quan tâm và theo dõi kênh của nhà vườn Quỳnh Như. Xin chào quý cô chú anh chị. Dạ, chào Như luôn.